Điều gì đang xảy ra trong tim anh đêm nay? Cứ tưởng như thấy em trong lần đầu mình gặp gỡ. Anh không biết nói gì để cho em hiểu. Em là mối tình tuyệt diệu. Em là cơn mơ của hôm qua, của ngày mai, và mãi mãi là nguồn sống duy nhất của anh. Em như làn gió reo lên những giai điệu vị cảm và reo rắc hương hoa cho đời sống. Cho anh một lời nữa thôi. Hãy nghe anh nói. Anh và em, anh xin hứa với em, và đó là định mệnh của anh như lần nào gặp em. Gặp em để nói những lời yêu. Ít nhất hãy tin anh một lần. Anh đã dừng chân ở đây rồi, em có hiểu không? Em là giấc mơ mầu nhiệm của anh, một sự day dứt tuyệt vời anh chưa từng gặp. Với anh, em là dòng nhạc tuyệt diệu làm lấp lánh ánh sao bao ngày. Nếu không có em trên cõi đời này, anh sẽ là người phát họa hình ảnh của em. Cho anh một lời.